Lại nữa, Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát tuy nhập các tịnh lự và định vô lượng vô sắc mà chẳng đắm trước, cũng chẳng bị thế lực ấy dắt dẫn, cũng chẳng theo thế lực ấy mà thọ sanh. Xá Lợi Tử, đó là đại Bồ Tát khi tu hành tịnh lự Ba La Mật Đa, mặc áo giáp đại công đức, phương tiện thiện xảo Bát Nhã Ba La Mật Đa. Lại nữa, Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát tuy nhập các tịnh lự và định vô lượng vô sắc, trụ nơi viễn ly kiến, tịch tịnh kiến, không vô tướng vô nguyện kiến, mà chẳng chứng thật tế, chẳng nhập bậc thanh văn và độc giác, vượt lên trên tất cả thanh văn độc giác. Xá Lợi Tử, như vậy gọi là đại Bồ Tát khi tu hành tịnh lự Ba La Mật Đa, mặc áo giáp đại công đức, phương tiện thiện xảo Bát Nhã Ba La Mật Đa. Xá Lợi Tử, vì các Bồ Tát do lợi lạc tất cả hữu tình nên mặc các áo giáp đại công đức như vậy, cho nên còn gọi là Maha Tát. Xá Lợi Tử, như vậy là vì muốn lợi lạc tất cả hữu tình nên mặc áo giáp đại công đức. Đại Bồ Tát khắp vì chư Phật Thế Tôn ở vô số thế giới trong mười phương, mà ở trong đại chúng hoan hỷ tán thán, nói như thế này: ở phương đó, trong thế giới đó, có đại Bồ Tát tên như vậy, vì muốn lợi lạc tất cả hữu tình, mặc áo giáp đại công đức, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, chú hí thần thông, làm những điều đáng làm. Như vậy lần lượt tiếng nói biến khắp mười phương, các chúng thiên nhân nghe được đều hoan hỷ, cùng nói thế này: Bồ Tát như vậy sẽ mau thành Phật, làm lợi ích an lạc tất cả hữu tình. Lúc bấy giờ, cụ thọ Xá Lợi Tử hỏi Mãn Từ Tử: thế nào gọi là đại Bồ Tát vì muốn lợi lạc các hữu tình mà phát tâm hướng đến đại thừa? Mãn Từ Tử đáp: Xá Lợi Tử, đại Bồ Tát vì muốn lợi lạc tất cả hữu tình đã mặc áo giáp đại công đức sáu phép Ba La Mật Đa rồi, lại vì lợi lạc các hữu tình mà xa lìa dục pháp ác bất thiện, có tầm có tứ, ly sanh hỷ lạc, nhập vào và an trú trọn vẹn trong tịnh lự đầu tiên, tầm và tứ lắng xuống, các tâm thanh tịnh bên trong hướng về một tánh không tầm không tứ, định sanh hỷ lạc, nhập vào và an trú trọn vẹn trong tịnh lự thứ hai, ly hỷ trú xả, đầy đủ niệm chánh tri, thân thọ lạc và trú trong lời thánh xả cụ niệm và an trụ trong niềm vui, nhập vào và an trú trọn vẹn trong tịnh lự thứ ba, đoạn lạc đoạn khổ, sự mừng lo trước kia biến mất, chẳng khổ chẳng vui, xả niệm thanh tịnh, nhập vào và an trú trọn vẹn trong tịnh lự thứ tư. Lại nương tịnh lự phải tâm tương ưng với từ hành tướng quảng đại, vô nhị vô lượng, vô oán vô hại, vô hận vô não, khéo tu cùng khắp, thắng giải tràn đầy mười phương tận cùng hư không pháp giới. Từ tâm thắng giải đầy đủ mà an trú, trong tâm tương ưng với bi hỷ xả, hành tướng thắng giải cũng như vậy. Nương vào gia hạnh này, lại vượt lên tất cả sắc tưởng, diệt trừ tưởng hữu đối, chẳng tư duy các thứ tưởng, nhập vào vô biên không, an trú trọn vẹn trong không vô biên xứ, vượt lên tất cả không vô biên xứ, nhập vào vô biên thức, an trú trọn vẹn trong thức vô biên xứ, vượt lên tất cả thức vô biên xứ, nhập vào vô sở hữu, an trú trọn vẹn trong vô sở hữu xứ, vượt lên tất cả vô sở hữu xứ, nhập vào phi tưởng, an trú trọn vẹn trong phi phi tưởng xứ. Xá Lợi Tử, đại Bồ Tát ấy lấy vô sở đắc làm phương tiện, phụng trì tịnh lự vô lượng vô sắc này, cùng tất cả hữu tình đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Xá Lợi Tử, đó là đại Bồ Tát vì muốn lợi lạc hữu tình nên phát tâm hướng đến đại thừa. Lại nữa, Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát vì muốn lợi lạc các hữu tình nên trước hết tự an trú tịnh lự vô lượng vô sắc như vậy. Đối với các trạng thái hành tướng của nhập trụ xuất khéo phân biệt hiểu biết, được tự tại rồi, lại khởi lên ý nghĩ thế này: ta lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và đại bi làm đầu, vì đoạn trừ phiền não của tất cả hữu tình mà nói các tịnh lự vô lượng vô sắc, phân biệt khai thị khiến khéo hiểu rõ các định sự xuất ly đam mê tội lỗi và các trạng thái hành tướng của nhập trụ xuất. Xá Lợi Tử, đó là đại Bồ Tát nương vào tịnh lự Ba La Mật Đa mà tu bố thí Ba La Mật Đa vì muốn lợi lạc các hữu tình mà phát tâm hướng đến đại thừa. Nếu đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và đại bi làm đầu, khi nói các tịnh lự vô lượng vô sắc chẳng bị các tâm thanh văn độc giác làm gián tạp, thì này Xá Lợi Tử, đó là đại Bồ Tát nương vào tịnh lự Ba La Mật Đa để tu tịnh giới Ba La Mật Đa vì muốn lợi lạc các hữu tình nên phát tâm hướng đến đại thừa. Nếu đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và đại bi làm đầu,
Khi nói các tịnh lự vô lượng vô sắc đối với pháp như vậy, tin tưởng chịu đựng ưa thích, thì này Xá Lợi Tử, đó gọi là Đại Bồ Tát nương vào tịnh lự Ba La Mật Đa mà tu an nhẫn Ba La Mật Đa. Vì muốn lợi lạc các hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại Thừa. Nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và đại bi làm đầu, khi tu các tịnh lự vô lượng vô sắc lấy thiện căn của mình, vì hữu tình mà hồi hướng cầu quả vị giác ngộ cao tột, đối với các thiện căn siêng tu chẳng dừng nghỉ, thì này Xá Lợi Tử, đó gọi là Đại Bồ Tát nương tịnh lự Ba La Mật Đa mà tu tinh tấn Ba La Mật Đa. Vì muốn lợi lạc các hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại Thừa. Nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí và đại bi làm đầu, nương các tịnh lự vô lượng vô sắc mà dẫn phát các định đẳng trí đẳng trì, giải thoát thắng xứ, biến xứ thủ thắng, đối với sự nhập trụ xuất đều được tự tại, chẳng đọa vào các bậc thanh văn độc giác, đó là Đại Bồ Tát nương tịnh lự Ba La Mật Đa tu hành tịnh lự Ba La Mật Đa. Vì muốn lợi lạc hữu tình nên phát tâm hướng đến Đại Thừa.